Xin chào các bác ạ. Vâng, tiếp tục trở về có mấy chiếc xe đạp cũ trong nhà em dọn thanh lý nốt các bác nhé. Và quay lên để các bác nào thấy hợp nhãn, hợp gu và với kích thước phù hợp với mình thì các bác ủng hộ cho cửa hàng. Phía đầu tiên đó là một chiếc xe màu đen, đến này đến từ Mỹ các bác ạ. Vâng, để sẽ quay các bác nhé. Đấy. Xe đua là đi rất là chắc. Vâng, chiếc này rất là chắc tay. Đấy. Các bác nhìn cho em. Tay nắm này, còn nguyên phần ni của nó này. Đấy, tay phanh này, đấy có cả phanh cánh diều nữa này, đấy bóp trước đây, đèn này, đấy cụ đề điện này, đấy và đây là xe của Mỹ các bác nhá, đấy của Mỹ em thanh lý thôi, đấy nốp còn rất là chắc này, nốp rất chắc chắn luôn này, nốp là đi rất thoải mái này, vâng thông số đây nó là 37x590 các bác nhá, còn thành 600 nhá, đấy nốp rất chắc chắn nhá, đạp rất khỏe nhá, đấy đũa điếc này, đây vành nó đẹp rất đẹp nhá, vành nó đẹp, vành này nâu đi rất đẹp nhá, đây là mình để về mình chưa nào sạch, nếu nào mà nâu nó sẽ bóng loáng luôn các bác nhá. Đấy, vành xịn nhá. Nó vành xịn. Em đạp thử một vài vòng rồi đạp rất là thoải mái. Đấy, bộ phanh nạch đây. Màu sơn đen. Xe của Mỹ. Đấy, coi như vành 600, các bác nghe 590 đến 600 đi. Đấy. Yên này các bác hạ xuống được. Đấy, cái đây là sơn của nó thì có chỗ này nó bị bong cái tem này. Đấy, đi đâu các bác có thể nột ra dán lại này, tay chuyển đề chuyển số này. Đấy, phanh này rất đơn giản này, bên dưới này các bác nhìn cho em cái đùi của nó này, rất là đơn giản này, cái đùi này nó như cái cần máy nổ máy quay các bác nhá, đấy nó gần như máy nổ máy quay này, chúng ta nhìn thế này, chân chống nó cũng là chân chống zin của nó như vậy nhá, vâng chân chống zin nhá, các bác nhìn cho em thiết kế rất đơn giản nhá, chân chống zin và cả bộ đùi này cũng zin nhá. Đấy. yên này đạp thoải mái rồi, nếu các bác nào thích thay thì thay thôi, còn yên như vậy về, đèn cảnh báo sau, nốp này bánh sau này, bộ phanh nạch này. Đấy, rất chắc tay này, em có ảnh chi tiết bao giờ cần thì bảo em sẽ gửi nhá. Còn trước này thì về em chật nhà, em dọn nhà, em về đồng hồ tủ cây bị về hàng nhiều, cho em quay bán thanh lý cho các bác thôi, hoặc nào mua được thì đi rất là tiện. Đấy, chân trống nó cũng rất là dị, chân trống rất là hay, chân trống gạt rất hay. Đây, các bác nhìn cho em bên này. Đó, đĩa 2 tầng các bác nhá, đĩa 2 tầng. Vâng, đĩa 2 tầng, níp này. Níp này, níp 5 tầng này. Đĩa 2 tầng, níp 5 tầng các bác nhá. Đó, bộ chuyển đổi này. Hấp lách này. Đó. Nốp này thì đi ok các bác nhá, vành rất là trước sau đều sạch nhá. Đấy, bộ chấn bùn này. Đấy. Sơn trước này thì nó còn đạt khoảng độ 85%, độ đẹp tổng thể 85%. Đấy, 85% cho chiếc này. Đấy, và chiếc này em đang giao lưu đến tất cả các bác là 7 triệu đồng. Các bác nhá, bắt đầu đấy thì xin báo cho em nhé, 7 triệu đồng cho chiếc xe Mỹ này. Đạp rất thoải mái và chắc xe nhá. Em khẳng định nó rất là chắc xe. Nhà em chật em thanh lý thôi, nhà em về đồng hồ nhiều thì em bán thanh lý thì không còn chỗ để nữa. Đấy, chiếc này nó 7 triệu đồng thanh lý cho các bác nhá. Còn giá này chắc chắn không có giá như này đâu. Đấy, thanh lý thôi, bộ phụ kiện rất là chắc chắn luôn. Đấy. Bao nhiêu tiền? Em nhấc xe rất nặng xe và chắc chắn luôn, cho bác đi thoải mái luôn nha. Con xe Mỹ 7 triệu đồng. Bác nào cần thêm ảnh thì kết nối Zalo cho em nhé, ông tên Chuông. Thời tiết này đang mưa nên nó bị ho các bác ạ. Tiếp đến thì chiếc mô tô Bacan hôm trước đã quay các bác rồi đúng không ạ? Vâng, chiếc này là cam kết các bác là sơn rin bản nhé, màu cánh cam hay còn gọi là màu xanh lá mạ đều được các bác nhé. Đấy, chuông chiếc tay chiếc này em thanh lý nhá, chật nhà rồi, nốp là nốp xịn tay các bác nhá, nốp zin tay nhá. Đấy, nốp 3 năm này. Đấy, vành viết là vành có chuyện hết này. Đấy các bác nhá, vành có chuyện nhá. Đấy, đã căn chỉnh nâu chùi rồi, sơn zin nâu đi rất là đẹp các bác nhá, cổ Motobican này. Đấy, đèn trước này, bơm này, đấy pedal này, yên này, ghi đông này. Đấy, chiếc này các bác lấy cho bác nữ về đi thoải mái nhá. Em để trong nhà nó bụi nha, em nó nhiều đồ. Đấy, em sẽ quay đầu bên kia thanh lý cho các bác thôi. Xe này đã tất cả đều đã làm rồi các bác nhé, tức là về nhà cha giàu cha mỡ rồi, các bác chỉ việc đi thôi, không phải làm gì đó đâu ạ. Vâng, xe như thế là rất là yên tâm rồi, không phải xe mộc đâu, xe mộc của bác còn nó lắng, đồ này ngon lành hết rồi. Đấy, ta nhìn thấy cái cả gác đỡ xe của nó kìa,
cái là sơn zin hết các bác nhé, vành viếc gác đờ bu gác ba ga đấy, yên yếc bộ chuyển đổi simulac đấy các bác nhé, đấy rất ok nhé. Đấy, sơn zin nhá, vành 650. Nốp này là nốp tây nhá, hai cái này là nốp tây các bác nhá, nó màu khác nhau nhưng nốp tây. Cái này là nốp nó có màu vàng hơn một chút, cái nốp nó đen hơn vì cái nốp cái ngày xưa về nó bị vỡ, em phải thay cái nốp khác cho các bác rồi. Đấy, còn hai cái đều là vành dâu và là vành đúng đời của dòng Motobican này. Đấy. Màu xanh cũng là màu xanh sơn zin bản các bác nhá. Đấy, các bác thấy là đi rất là đẹp. Đấy, trước này em thanh lý cho các bác là 11.500.000 đồng. Bác nào đấy thì xin báo cho em thanh lý, đây là giá thanh lý nhá. Còn đồ đấy là cam kết đồ Tây nhé, không có đồ nội địa ở trong xe này bác nhé. Đấy, vành, nốp này, đấy, yên, chuông, tất cả là đều đồ Tây hết. Trước này các bác đi rất phù hợp. Đấy, còn chiếc này là 7 triệu. Đấy, bác nào đấy thì xin báo dùm em. Số điện thoại của em trên màn ảnh là 0928 538 538 các bác nhé. Rồi, xin cảm ơn các bác rất nhiều. Hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo. Các bác nhớ ủng hộ đăng ký kênh ạ.